phi hành gia Nga cầm cờ hai nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass trên trạm ISS. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã công bố bức ảnh cho thấy các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS cầm cờ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo trang The Guardian của Anh, trong thông báo đăng trên kênh Telegram chính thức của Roscosmos, các phi hành gia Denis Mavies và Sergei Kosakov của Nga dường như đang cầm cờ của hai quốc gia Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine. Nga và Syria đã công nhận hai vùng lãnh thổ này là hai quốc gia độc lập. Thông điệp kèm theo các bức ảnh có nội dung: Ngày giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk, chúng tôi ăn mừng cả trên trái đất và ngoài không gian. Roscosmos và các phi hành gia của chúng tôi, những người đang làm việc tại trạm vũ trụ quốc tế, hãy cùng tham gia chúc mừng những người đứng đầu LPA Leonid Patrushev nhân ngày mới của chiến thắng vĩ đại. Tuyên bố của Roscosmos cho biết thêm, đây là ngày mà người dân các khu vực Lugansk đã chờ đợi suốt 8 năm. Chúng tôi tin rằng ngày 3 tháng 7 năm 2022 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử. Các công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk đồng minh hãy chờ đợi. Không rõ các lá cờ có thể được ISS gửi bằng cách nào. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 6, một tàu vũ trụ không người lái chở hàng Nga khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đã cập bến trạm vũ trụ quốc tế. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, con tàu này chở gần 3 tấn thực phẩm, nhiên liệu và vật tư. Cùng làm việc với ba nhà du hành vũ trụ Nga trên trạm ISS là các phi hành gia người Mỹ của NASA Jessica Waskin, Robert Hannis và Kael Lindgren. Ngoài ra, còn có phi hành gia người Italia Samantha Cristoforetti của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA. NASA và ESA chưa bình luận gì về việc đăng tải bức ảnh trên. Ba nhà du hành Ateyev, Matias và Kosakov là những phi hành gia đầu tiên của Nga lên trạm ISS kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào hồi cuối tháng 2. Trước đó, hôm 3 tháng 7, các phương tiện truyền thông của Nga và các nước phương Tây đồng loạt đưa tin các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng toàn bộ lãnh thổ của hai nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng hiện đã do các lực lượng Nga kiểm soát sau khi các binh sĩ Ukraine cuối cùng bị đánh bật khỏi đây. Theo ông Sergei Shoigu, các binh sĩ Nga và các lực lượng của LPA đã tiến vào trung tâm thành phố và hoàn toàn kiểm soát Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng ở Lugansk do Ukraine kiểm soát từ năm 2014.